Chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ làm món cơm chiên tôm cay. Và để làm cái món này thì mình chuẩn bị đây là cơm. Các bạn nên dùng cái loại cơm nguội nha. Và cơm thì mình dùng khoảng một tô nha các bạn. Tô này khoảng 200g đó. Còn bạn nào ăn cơm nhiều hơn các bạn có thể dùng nhiều hơn nữa cũng được. Và đây là tôm, mình dùng 100g tôm. Mình đã lột vỏ ra sẵn rồi. Các bạn lột vỏ ra các bạn nhớ lấy cái phần chỉ ở trên lưng con tôm nha. Và đây là tương ớt, mình sẽ dùng 5 muỗng cà phê và 5 muỗng cà phê nước tương, 1 muỗng cà phê nước mắm, dầu hào thì mình sẽ dùng 2 muỗng cà phê và ớt bột mình dùng nửa muỗng cà phê. Còn bạn nào ăn cay hơn á, thì các bạn có thể dùng nhiều hơn nữa cũng được. Và 1 muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê đường và nửa muỗng cà phê tiêu. Và đây mình dùng 2 quả trứng gà, nửa củ hành tây, 3 thép tỏi và 3 củ hành tím. Và đây là củ cải cà rốt, mình sẽ dùng khoảng 50g và vài cọng hành lá nữa. Và như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên thì mình sẽ trộn cái phần sốt mà mình sẽ xào tôm nha các bạn. Mình sẽ cho nước tương vô chung với lại tương ớt. Tiếp theo là mình sẽ cho dầu hào vô. Và mình sẽ cho vô nửa muỗng cà phê ớt bột. Và mình trộn đều lên. Củ hành tây thì mình sẽ sắc hạt lựu. Mình sắc hạt lựu nhỏ thôi. Phần tỏi và hành tím thì mình sẽ băm nhuyễn. Rồi phần hành lá này thì mình sẽ sắc nhuyễn. Củ cải cà rốt thì mình sẽ sắc hạt lựu nhỏ. Màu dầu đều, nếu mà các bạn không có màu dầu đều các bạn có thể dùng dầu ăn cũng được. Tại đây mình dùng màu dầu đều để cho cái món ăn của mình nhìn nó sẽ đẹp và hấp dẫn hơn á. Và tiếp theo thì mình sẽ cho một ít tỏi và hành tím băm nhuyễn vô. Các bạn chừa lại một ít nha để chút nữa mình chiên cơm. Mình sẽ phi cho phần tỏi và hành tím này vàng thơm rồi mình sẽ cho tôm vô. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho tôm vô. Rồi mình xào cho cái con tôm này nó săn lại. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần sốt mà mình đã pha vô. Mình sẽ cho vô một ít nước nha. Rồi mình xào đều lên. Mình sẽ xào khoảng 5 phút với lửa nhỏ. Các bạn có thể nêm nếm lại cho hợp khẩu vị ăn. Ở đây thì mình sẽ cho vô thêm một ít đường. Rồi mình xào đều lên nha. Rất là thơm luôn á các bạn. Này con tôm này các bạn lột, các bạn chừa cái phần đuôi lại nha. Nhìn cho nó đẹp đẹp á. Lúc xào thì mình sẽ trở con tôm thường xuyên để cho nó thấm đều vô hai mặt nè. Rồi phần tôm của mình như thế này là được rồi nha các bạn. Và đó mình sẽ tắt bếp. Rồi cơm thì mình sẽ cho ra ngoài một cái tô lớn. Tiếp theo là mình sẽ đập vô một quả trứng. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho hạt nêm, đường và tiêu vô. Rồi mình trộn đều lên. Các bạn nên đeo bao tay vô để mình trộn cho nó dễ nhé. Mình trộn như vậy thì các gia vị nó sẽ ngấm đều vô cơm hơn. Thì mình sẽ chiên cơm, mình cho dầu ăn vô trong cái chảo. Tiếp theo mình sẽ cho phần tỏi và hành tím băm nhuyễn vô. Phi cho phần tỏi và hành tím thật là vàng thơm. Rồi sau đó mình sẽ cho hành tây vào. Và tiếp theo thì mình sẽ cho hành tây vô. Xào cho hành tây thơm lên rồi mình sẽ cho củ cải cà rốt vô. Mình đảo đều lên khoảng 1 phút rồi mình sẽ cho cơm vô. Tiếp tục xào đều lên nhé. Các bạn xào cho cái hạt cơm của mình nó săn lại. Rồi mình sẽ cho vô một muỗng cà phê nước mắm. Đảo đều cho các gia vị nó tan đều ra. Sau đó các bạn có thể nêm nếm lại cho hợp khẩu vị ăn. Nhưng mà các bạn thấy hơi nhạt, các bạn có thể cho vô thêm một ít nước mắm nữa cũng được. Rồi cơm của mình như vậy là được rồi nha các bạn. Sau đó mình sẽ cho hành lá vô. Và đảo đều lên. Cơm rất là thơm luôn đó các bạn. Mà các bạn đừng có nêm cho cái phần cơm của mình nó mặn quá nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ khoét một cái lỗ ở giữa nha các bạn. Để mình cho vô một cái trứng. Các bạn
bạn tém vòng 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 cái chảo này để cho nó đều đều á, nhìn cho nó đẹp. Đây, bây giờ mình sẽ cho vô một quả trứng. Các bạn cho cái lòng trắng vô trước, rồi sau đó mình sẽ cho cái lòng đỏ vô giữa. Như vậy thì nhìn nó sẽ đều và đẹp hơn. Mình chiên đến khi nào mà cái phần trứng của mình nó chín là được. Còn bạn nào thích ăn trứng lòng đào thì các bạn chiên theo kiểu lòng đào nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ sắp những con tôm lên nha. Rồi, các bạn sắp tôm theo một chiều thôi để mình nhìn cho nó đẹp. Các bạn chỉ cần trang trí cái món ăn của mình bắt mắt nè, nhìn vô đẹp và hấp dẫn thì mình ăn nó mới ngon. Rồi, cái chảo mình đã nhấc xuống khỏi bếp rồi đây các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu banh cái phần lòng đỏ trứng ra cho các bạn cùng xem nha. Đây, cái trứng này mình chiên lòng đào á. Wow. Mình ăn luôn miếng này nha. À, khi ăn cái món cơm chiên này thì mình sẽ ăn với lại nước tương và tương ớt nha các bạn. Bạn nào ăn cay hơn thì các bạn có thể cho thêm ớt xắt lát vô cũng được. Rồi bây giờ để mình ăn thử cái phần cơm nè. Cơm rất là vừa ăn luôn các bạn. Đây mình sẽ ăn cái con tôm nè. Ăn con tôm chung với cơm luôn. Wow. Cái phần thịt tôm á các bạn thì nó rất là ngọt luôn. Và cái phần sốt á thì mình ăn nó có vị cái cay mặn mặn ngọt ngọt nè. Và rất là vừa ăn nha các bạn, không có quá mặn. Mặn vừa thôi. Đây, ở đây mình có dĩa dưa leo nè các bạn có thể ăn cùng với dưa leo hoặc là cà chua cũng được. Đây, ăn có phần của cái cà rốt đó các bạn. Cái cà rốt này mình xào nó đã chín rồi. Khi mình ăn thì nó mềm nhưng mà nó vẫn còn cái độ giòn. Và hành lá thì rất là thơm nữa. Cái phần cơm á các bạn, có những cái hạt cơm nó nằm ở bên dưới á. Khi mà mình chiên trứng thì nó hơi cháy cháy một xíu. Và mình ăn nó giòn giòn rất là ngon luôn. Ê các bạn nhìn nè, giống như là cơm cháy vậy đó. Nhai nó giòn giòn rớp rớp vậy. Rồi các bạn nhìn những hạt cơm của mình nè, nó rất là rời ra luôn á, nó không có bị dính lại với nhau. Cái phần cơm á thì các bạn nên chiên cho nó vừa thôi, đừng chiên cho khô quá nhé. Đây mình sẽ ăn dưa leo. Dưa leo chấm với lại nước tương và tương ớt. Đây các bạn có thể làm cái món này để mình ăn sáng nhé. Sáng giờ mình mới ăn luôn á các bạn. Và tận dụng cái phần cơm nguội còn dư lại á, các bạn có thể làm cái món này nè. Rất là ngon luôn. Vị cơm rất là vừa và rất là thơm nữa. Khi mà mình ăn kèm với lại con tôm đó các bạn thì cái phần con tôm nó rất là đậm đà. Ăn với một miếng trứng nữa nè. Đây là cái món cơm chiên của mình đó các bạn. Rất là đầy đủ chất dinh dưỡng nha. Vừa có tôm nè, vừa có trứng nè. Và rau củ nữa. Đây các bạn nhìn cái món cơm chiên tôm cay của mình á, rất là nhiều màu sắc luôn và nhìn rất là hấp dẫn nha. Và cái phần tôm đó các bạn thì mình ăn mình thấy nó cay, nó cay cay nè, mặn mặn ngọt ngọt. Những bạn nào mà ăn cay mà giỏi ăn cay nhiều á, các bạn có thể cho vô thêm ớt bột hoặc là ớt tươi băm nhuyễn cũng được. Ở đây thì mình ăn cay cũng không có được giỏi lắm cho nên là mình cho vừa thôi. Và các bạn ơi, video làm món cơm chiên tôm cay của mình đến đây cũng hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Nếu các bạn mà có yêu thích video của mình thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!